sau khi đọc xong cái bài viết của em á, lại khóc. Mong sao những ngày còn lại từ đây tới cuối đời, chị em mình sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường và đem lại những điều hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mình sẽ đạt những điều mơ ước, đi trên những con đường đầy hoa, đi gặp những con người tuyệt vời. Cái ngôi làng Win to Win á, dành cho những người tuyệt vời. Nhưng mà trông gai lắm, thử thách. Chị tin rằng em sẽ làm được. Em giỏi hơn người ta nhiều lắm.